quý vị thân mến, tiếp tục các cái chuỗi chương trình chia sẻ kiến thức y khoa định kỳ hàng tháng của phòng khám đa khoa quốc tế Essen. Chương trình hội thảo tháng 10 là chương trình hội thảo lần thứ 5 của chúng tôi sẽ được bắt đầu ngay sau đây với chủ đề điều trị thoát vị đĩa đệm bằng nội soi cuộc sống, giải pháp của thế kỷ 21. Chương trình được tư vấn bởi bác sĩ của phòng khám đa khoa quốc tế Essen. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia về cuộc sống, tiến sĩ bác sĩ Võ Xuân Sơn. Xin kính mời bác sĩ Sơn. Xin kính chào các quý vị đại biểu. Hôm nay thì tôi xin thay mặt cho phòng khám Action xin trình bày về chủ đề là nội soi cuộc sống để điều trị thoát vị đĩa đệm, và đó là một giải pháp của thế kỷ 21. Thì trước tiên thì tôi sẽ trình bày qua một chút về vấn đề về thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm là một cái bệnh lý mà rất là thường gặp, và theo các cái thống kê của Hoa Kỳ thì có tới 70% dân số bị thoát vị đĩa đệm, trong đó có khoảng một nửa là có triệu chứng. Một nửa của cái số mà có triệu chứng đó thì cần đến y tế, và mỗi năm thì người ta tiêu tốn khoảng 30 đến 50 tỷ đô la để chữa bệnh này, một cái con số rất là lớn. Người ta có làm một cái nghiên cứu là người ta lấy mấy cái thành phố đó, trong đó có một thành phố ở Anh, một thành phố ở Mỹ, là có bao nhiêu người dân, thì người ta lọc ra những người, tất cả mọi người dân thì người ta lọc ra và người ta chụp MRI toàn bộ, thì thấy 70% dân số là có thoát vị đĩa đệm, trong đó là hơn một nửa cái số mà thoát vị đĩa đệm không có triệu chứng gì cả, rất khỏe mạnh. Thoát vị đĩa đệm thì thể hiện dưới các dạng như là đau thắt lưng, đau thần kinh tọa, đau hoặc mỏi cổ, hội chứng cổ vai tay, tê hoặc là yếu liệt tay chân, thì nó đều có thể hiện ở dưới các cái dạng đó. Ở Việt Nam thì chưa có nghiên cứu nào mà hệ thống về cái bệnh lý này. Trong khi điều kiện thời tiết, khí hậu, rồi vấn đề đặc biệt nhất là ô nhiễm môi trường và một số cái thói quen làm cho cái khả năng thoái hóa nó tăng rất là cao, và tỷ lệ thoát vị đĩa đệm nó từ đó nó cũng tăng cao. Chẳng hạn có những cái thói quen mà chúng ta làm cho cái khả năng thoát vị đĩa đệm tăng cao là chúng ta ngồi xổm, ngồi chụp mỏng. Đấy là một trong những cái nó làm cho cái áp lực ở trong đĩa đệm nó tăng lên rất cao, và nó gia tăng cái tỷ lệ thoát vị đĩa đệm lên. Hiện nay thì ở tại Việt Nam thì cái việc khám và điều trị thì cũng dựa chủ yếu là trên cái lý thuyết mà cổ điển, những cái lý thuyết mà mới hiện nay thì cũng mới bắt đầu vào Việt Nam. Các cái chuyên ngành hỗ trợ cho cái điều trị về cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm ở chúng ta chưa có được phát triển lắm, ví dụ như vật lý trị liệu và tâm lý hỗ trợ thì chưa có được phát triển nhiều lắm. Tôi xin trình bày sơ qua về giải phẫu đĩa đệm. Đây là các cái nhân đệm, chúng ta gọi đây là nhân đệm, nó chiếm khoảng 40% thể tích của cái chỗ mà cho cái đĩa đệm đó, và nó hoạt động như một cấu trúc hấp thu lực. Một chút nữa thì mình sẽ trình bày để hiểu cái hấp thu lực là sao. Cái cấu trúc thứ hai là cái vòng sơ, nó bao quanh cái nhân nhầy này, thì cái vòng sơ này thì nó là các cái sợi collagen và mật độ cao. Cái sợi collagen là một cái loại sợi mà trong cơ thể mình nó tương đối đàn hồi, và nó làm thành một cái bao bọc bọc xung quanh cái nhân đệm, nó bọc xung quanh hết cái nhân đệm này. Đĩa sụn, đây là cái đĩa sụn. Đây là cái đĩa sụn. Cái đĩa sụn này nó nằm, nó bám vào cái đầu xương và nó dính các cái bao sơ này vào. Hoạt động của đĩa đệm thì đĩa đệm được hoạt động giống như là một cái cấu trúc mà phân tán lực, hoặc là như lúc nãy nói là hấp thu lực. Khi mà cái lực tác động xuống thì nó cứ bị hấp thu bớt đi và nó giảm thiểu đi. Đây chúng ta thấy cái cường độ lực tác động rất là lớn thì nó bị thoát ra đây một chút, rồi đây nó thoát ra một chút, và đến cuối cùng đến chỗ này thì nó triệt tiêu. Người ta tính rằng nếu nó không có cái hiện tượng triệt tiêu này thì cái phần ở bên dưới sẽ rất dễ bị tổn thương, toàn bộ cái lực nó dồn xuống. Thì nếu như mà không có các cái đĩa đệm này thì hai cái cổ xương đùi của chúng ta sẽ gãy ngay sau những cái chấn thương rất là nhẹ.
Tại vì toàn bộ cái lực nó được dồn xuống và cái cổ xương đùi nó sẽ chịu cái lực đó. Cái đĩa đệm nó có thể phồng lên, xẹp xuống do cái khả năng giãn nở của cái nhân đệm. Tức là cái mà chúng ta đang nói đến cái nhân đệm lúc nãy đó, cái mà nó nằm ở bên trong của cái bao sơ đó, thì nó có khả năng phồng lên, xẹp xuống. Và đó chính là cái cơ chế hấp thu lực. Ở đây, khi mà có lực tác động vào thì nước nó thoát từ trong cái đĩa đệm ra ngoài, đĩa đệm, cái nhân đệm xẹp xuống, cái nước nằm ra ngoài. Đấy là nó hấp thu lực như vậy. Tức là nó cái lực mình dồn xuống thì nó dùng để thoát nước ra, cho nên cái lực mà còn lại để đi xuống tiếp xuống dưới nó ít hơn, cứ càng ngày nó càng ít hơn. Và khi cái lực tác động mất đi, nó không còn chèn ép nữa, không còn ép nữa, thì cái nước nó lại quay trở vào trong cái đĩa đệm lại phồng trở lại như là ban đầu. Đấy là cái cơ chế hấp thu lực của cái nhân đĩa đệm. Các cái giai đoạn thoái hóa thì người ta trải qua các cái thoái hóa ban đầu, đây là tình trạng bình thường. Sau đó thì cái đĩa đệm nó bị thoái hóa, cái vòng sơ nó thoái hóa và cái đĩa đệm nó phình lên. Cái còn ở đây thì nó vừa phình đĩa đệm, vừa xương và các cái khớp nó đều cũng bị sùi ra. Các cái chỗ khớp này chúng ta thấy nó trơn tru này. Thì đây là các cái giai đoạn của nó. Về bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm, cái áp lực trong đĩa đệm tăng lên thì cái bao sơ này nó có những cái đường nứt. Thì khi mà tăng lên thì cái nhân đệm di chuyển vào các đường nứt và phá rộng các đường nứt ra, cứ phá rộng dần ra, và đến một lúc nào đó thì nó phát ra ngoài, xé rách hết toàn bộ cái chiều ngang của cái bao sơ và lan ra ngoài. Cái người ta mới tính những cái yếu tố là thứ nhất là đường nứt của bao sơ, của cái vòng sơ, và thứ hai là cái khả năng giãn nở của nhân đệm, để người ta thấy rằng là cái thoát vị đĩa đệm nó tập trung ở chỗ nào. Người ta càng lớn tuổi thì cái số lượng đường nứt nó càng tăng lên do cái quá trình thoái hóa. Người ta càng trẻ tuổi thì cái khả năng giãn nở, khả năng đàn hồi của cái nhân đệm nó càng cao. Tức là càng lớn tuổi thì cái khả năng giãn nở của nhân đệm càng thấp xuống. Muốn cho có thoát vị đĩa đệm thì phải có hai yếu tố. Một là đường nứt, và hai là cái khả năng giãn nở của đĩa đệm, cái khả năng cái áp lực ở trong đĩa đệm đó. Cho nên cái thoát vị đĩa đệm nó khác với lại cái bệnh lý mà hẹp ống sống hôm trước chúng ta trình bày, nó tập trung ở cái tuổi vừa thôi, trung niên, chứ nó lại không tập trung ở người già, người lớn tuổi. Cái thoát vị đĩa đệm này nó có cái đặc điểm đó. Cái để mà sinh ra cái thoát vị đĩa đệm thì cái vai trò của yếu tố thoái hóa là góp phần quyết định trong cái sự hình thành của cái thoát vị đĩa đệm. Cái sự thoái hóa của cái vòng sơ tạo ra các cái đường nứt và làm nhân đệm từ đó nó thoát ra ngoài như nãy giờ chúng ta trình bày. Rồi của cái đĩa sụn cuối nó bị thoái hóa, nó làm cho cái cấu trúc sụn nó bị nứt vỡ, và từ đó mỗi một lần chúng ta di chuyển hay gì đó thì nó sẽ xê dịch. Nó sẽ xê dịch và nó làm cho có cái rằng xé mà khi có cái lực tác động, và từ đó nó lại làm gia tăng thêm các cái đường nứt lên thêm. Cái áp lực ở trong đĩa đệm thì tăng cao thì các cái đường nứt có sẵn nó, của bao sơ nó bị xé rách thêm ra, nó cứ xé rách thêm ra mỗi lần cái áp lực nó tăng lên. Cái yếu tố hình thể cũng rất là quan trọng. Cái lưng của mình nó ưỡn, cái cổ của mình nó cũng ưỡn, cái đường cong nó cong ra sau, cái bình thường của người ta nó như vậy. Khi mà có cái lực tác động vào thì cái lực đó nó phân tán ra đằng trước nhiều, nó phân tán ra đằng trước nhiều. Thì nếu có cái thoát vị mà xảy ra ở phía trước mình thì chẳng có vấn đề gì cả, tại phía trước nó chẳng có gì cả, nó rất là rộng rãi. Chứ phía trước cổ của chúng ta là cả một cái mô rất rộng, trong đó nó chứa thực quản, chứa các thứ, nhưng mà nó rất rộng, nó có thoát vị to bằng nắm tay thì cũng chỉ giống như cái bướu cổ, nó phình ra chứ nó không có cái vấn đề gì, chèn ép cái gì. Nhưng mà khi mà cái độ cong này không còn bảo tồn được nữa và cái lực nó tác động thì cái lực nó ra sau nhiều hơn, và lúc đó nếu khối thoát vị nó chèn ra sau, phía đằng sau của cái cột sống này là hệ thống thần kinh,
Và như vậy khi thoát vị nó dồn ra sau này thì bắt đầu là nó gây ra cái chuyện cho mình, dù là thoát vị nhỏ. Trong khi nếu nó dồn ra đằng trước thì không có vấn đề gì cả. Cái yếu tố chấn thương cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc hình thành cái thoát vị đĩa đệm. Thì hầu hết các trường hợp thoát vị đĩa đệm đều có liên quan đến các chấn thương mạnh. Ngoài ra thì các chấn thương mà nhẹ nhưng mà lặp đi lặp lại cũng góp phần gia tăng cái sự xuất hiện cái đường nứt của vòng sơ, và từ đó là làm cho cái thoát vị đĩa đệm nó phát triển. Cái yếu tố dinh dưỡng của đĩa đệm, đây là cái yếu tố thực ra thì nó là cái yếu tố về thoái hóa. Khi mà đĩa đệm không được dinh dưỡng tốt thì cái đĩa đệm đó, cái bao sơ đó nó dễ bị nứt và từ đó nó gây xé rách ra. Thì cái số lượng mạch máu nuôi mà của cái đĩa đệm này thì nó giảm dần theo lứa tuổi, tức là cái gì trong cơ thể mình nó đều phải sống được, và sống được nhờ cái gì, nhờ máu nuôi, hoặc nếu không trực tiếp từ máu nuôi thì cũng từ một cái gì đó nó thông qua cái máu nó nuôi. Ví dụ như cái giác mạc của mình nó sống được không có phải máu nuôi mà nhờ nước mắt, thì cái nước mắt của mình nó được máu nó cung cấp cho một số chất, xong rồi bắt đầu mỗi lần mình chớp mắt thì cái nước mắt của mình nó phủ lên cái giác mạc và nó nuôi cái giác mạc của mình. Các cái yếu tố mà ví dụ như ngộ độc thức ăn, ví dụ như ngộ độc không khí, ô nhiễm môi trường, rồi nhiệt độ, rồi tiếng ồn, tất cả những cái đó nó đều tác động lên cái dinh dưỡng của đĩa đệm, và từ đó nó làm thay đổi cái khả năng thoái hóa của đĩa đệm, và thường là tất cả những cái đó nó làm gia tăng khả năng thoái hóa của đĩa đệm, gia tăng tốc độ thoái hóa của đĩa đệm, và từ đó cái thoát vị đĩa đệm nó dễ phát triển hơn. Phân loại thoát vị đĩa đệm thì đầu tiên chúng ta phân loại theo mềm và cứng. Mềm có nghĩa là sao? Nghĩa là cái thoát vị nó thoát ra ở đây, cái xương thì không bình thường, không có vấn đề gì. Cái thoát vị đĩa đệm mềm. Thoát vị đĩa đệm cứng là cái xương nó cũng thoát vị theo, nó cũng chạy theo, nó thành cái chồi xương mà đây chúng ta chụp hình chúng ta hay bảo là gai xương đấy, gai xương. Chúng ta chia làm các cái loại khác, nó mang tính thiết thực trong cái điều trị, trong cái phân loại. Cái này thì thực ra là dành cho bác sĩ thì nhiều hơn. Nó dựa vào cái gọi là dây chằng dọc sau. Ở đây chúng ta thấy có một cái dây chằng dọc sau. Cái dây chằng dọc sau còn hay không còn? Nếu mà nó còn thì người ta gọi nó là dưới dây chằng dọc sau, còn nếu nó rách rồi thì người ta gọi là qua dây chằng dọc sau. Dây chằng dọc sau thì nó có dạng, đầu tiên như hôm nãy mình trình bày là dạng lồi, và đến đây là dạng tiền thoát vị. Thực ra những cái này chỉ là cái dạng nhẹ thôi, dạng tiền thoát vị. Nhưng mà cái dạng tiền thoát vị này thì cái dây chằng dọc sau vẫn còn nguyên, nhân đệm thì vẫn còn nằm trong cái bao sơ, mặc dù bao sơ nó bị xé nhưng mà chưa rách hoàn toàn. Và đến cái dạng vỡ, tức là khối thoát vị đã vỡ ra ngoài hết cái bao sơ rồi nhưng mà cái dây chằng dọc sau vẫn còn nguyên, không bị rách đứt gì cả. Ba cái loại này được gọi là loại dưới dây chằng dọc sau, hay là một số bác sĩ dịch từ tiếng Anh đó là content, gọi là còn trong bao, trong bao. Dịch một số bác sĩ dịch là trong bao. Đến cái loại tiếp theo là loại thoát vị thật. Thoát vị thì là đã qua dây chằng dọc sau, tức là dây chằng dọc sau đứt rồi, rách rồi, và nó chui ra. Thì cái này gọi là qua dây chằng dọc sau. Và cái loại tiếp theo là loại mà nặng nhất, là nó có mảnh rời, nó qua và nó đứt một mảnh, nó chui ra đây, nó rời ra. Thì đây là cái loại mà có thể gọi là loại nặng nhất. Hai cái loại thoát vị và loại có mảnh rời này là nó gọi là qua dây chằng dọc sau, hoặc là một số tác giả dịch từ tiếng Anh ra nó gọi là ngoài bao, thoát vị ngoài bao. Còn cái thoát vị này là thoát vị dưới dây chằng dọc sau, gọi là thoát vị trong bao. Về vị trí của cái khối thoát vị thì người ta phân loại nó là loại trung tâm, tức là chèn vào giữa này, rồi loại cạnh trung tâm là chèn vào cạnh giữa này, rồi loại bên là chèn ra phía ngoài, rồi loại xa bên
ra phía ngoài mà ra đặt ngoài cái lỗ mà thoát ra của dây thần kinh này. Ngoài ra nó còn một thể nữa là gọi là quá xa bên mà rất là hiếm gặp, là khối thoát vị chui tuốt ra ngoài này, ra ngoài cái lỗ mà dây kinh chui ra này nữa, gọi là thể quá xa bên, thì cái này rất là hiếm gặp. Về các cái thể hiện trên lâm sàng thì có ba cái hội chứng chính, là thứ nhất là đau, thứ hai là hội chứng chèn ép rễ. Chèn ép rễ tức là nó đau hoặc nó tê hoặc là nó bị yếu thì nó dọc theo cái thần kinh này. Và thứ ba là hội chứng chèn ép tủy, nó làm cho mình cả một cái vùng cơ thể nó mất cảm giác hoặc là liệt. Đau chúng ta có ba kiểu đau, cái này tôi có trình bày trong các cái bài lần trước thì có trình bày về cái này. Đau thần kinh mà chúng ta hay gọi là đau đau cơ thì chúng ta hay gọi là mỏi mỏi, còn đau theo thần kinh tự động thì chúng ta hay gọi là nhức. Đau mỏi và nhức thực ra nó đều là đau hết, trong y khoa phân biệt nó là ba loại khác nhau. Đấy, nhưng mà chúng ta thì dùng tức là phân biệt ba loại khác nhau theo cái cơ chế của nó, thế nhưng mà chúng ta thì dùng ba từ khác nhau nhưng mà thực chất thì nó vẫn là đau. Cái khu vực đau thì nếu mà là cái đau đó thì nó theo một cái đường thần kinh nào đó, thế còn cái mỏi thì nó âm ỉ, vị trí nó rất là mơ hồ, không có rõ ràng ở cái chỗ nào cả. Chúng ta thấy mỏi mỏi ở trong chân, không rõ ở chỗ nào trên cái chân cả. Còn cái nhức thì nó ở trong sâu và nó cũng nhức theo cái đường của một cái dây thần kinh nào đó. Về cái điểm cò súng, tức là cái điểm mà làm sao mình nhấn vào đó cái nó đau, nó chói lên. Thì hai cái loại đau và mỏi nó có, nhưng mà cái loại mà nhức này thì nó không có. Bấm hoài bác sĩ tìm hoài, mình cũng rờ hoài, không thấy cái điểm nào mà nó chói lên cả. Tác động của tư thế, cái đau á thì có tư thế giảm đau, ví dụ như chúng ta ngồi thì đau, nhưng mà nằm hoặc đứng thì nó đỡ đau. Cái mỏi thì nó lại có tư thế tăng lên, đặc biệt nhất là về đêm ngủ nằm nghiêng sang bên phải nó mỏi lắm, hay nằm nghiêng sang bên trái nó mỏi lắm. Đó, thì cái đó nó có cái tư thế mà tăng đau. Còn cái nhức này thì lúc nào nó cũng nhức như nhau. Tác động của ngoại cảnh, tiếng ồn, nhiệt độ, sự lo lắng, tất cả, thì cái đau thì nó ít bị tác động, cái mỏi nó cũng ít bị tác động, nhưng mà cái nhức này thì nó tác động rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta đang bị nhức thì có việc gì đó lo lắng, con hay là cháu thì đi đâu không biết, là nó xe cộ còn sao, tự nhiên nhức nó tăng lên. Còn cái này là đặc điểm của những cái vấn đề về thần kinh, nó liên quan đến nhau rất là nhiều. Các cái dạng lâm sàng của đau lưng thì đau thắt lưng lan tỏa cố định là loại thường gặp nhất và gặp ở giai đoạn đầu của thoát vị cái đệm, tức là nó đau ở lưng thôi, không đau đi đâu cả. Có những cơn đau dữ dội bộc phát trong một thời gian ngắn trên một cái nền đau âm ỉ và còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ học như là tăng khi vận động và giảm khi nằm nghỉ. Cái đau thắt lưng đột ngột dữ dội cũng là một cái dạng nữa của cái đau lưng, là khởi phát đột ngột do sự thoát ra của cái nhân đệm. Thế và đau dữ dội ở vùng thắt lưng và làm mất khả năng hoạt động, thay đổi cái tư thế khi mà đi gù gù vẹo vẹo cái này, đi lệch người. Thường kéo dài vài ngày nhưng mà đôi khi là đến cả nhiều tuần lễ nữa. Rồi đau theo rễ mà không có đau thắt lưng. Thế là có một số bệnh nhân hỏi tôi tại sao tôi thoát vị đấy đệ mà lưng mà tôi không đau lưng mà tôi chỉ đau cái chân thôi. Nó là một dạng lâm sàng, nó cũng có, tức là đau theo cái rễ, đau một đường xuống cái này nhưng mà không đau lưng. Một số thì nó xảy ra đột ngột, số khác thì từ từ, chứ không phải cái nào nó cũng đột ngột hết. Và nó làm thay đổi dáng đứng, nằm nghỉ thì không giảm đau. Bệnh nhân thì đi được, thế nhưng mà cái khớp này này nó cứ co lại, thì ra là đi cứ thế này, chứ không có đi thẳng được, không đi thẳng được. Hay đi là một chân này nó co, thì ra đến khi mà phải chu chân này thì người nó bị xuống. Đau thắt lưng thì cùng với đau theo rễ, tức là vừa đau lưng, đau theo rễ thì cái trường hợp này là khá phổ biến.
trường hợp nặng thì cũng là không có đi, không có di chuyển được mà nằm co chân. Có rất là nhiều những người bệnh khi đến khám thì nằm trên cái băng ca và cứ co này, mà tôi vừa mới đưa tay định sờ vào một cái là la rồi, tức là đã bị nhiều lần rồi, đúc vào là nó đau, kéo ra cái nó đau hay là gì đó thì ra là la trước luôn, la trừ hao luôn. À, khi mà đứng thì nó vẹo, vẹo rất là nhiều, đứng cứ vẹo như thế này, tại vì cái cơ chế khi nó chèn ép như vậy thì cơ chế cái cơ của mình nó phải thả lỏng ra để mà cho nó không có chèn ép vào cái khối thoát vị, không chèn ép vào dây kinh, cho nên là người cứ lúc nào cũng phải vẹn như thế này. Về các đặc điểm lâm sàng khác thì yếu vận động là một cái đặc điểm, tức là đi lại khó khăn chẳng hạn, hoặc là cái chân mình đặc biệt nhất là hay bị rớt dép. Cái người mà thoát vị cái đệm lưng mà bị cái đau thần kinh tọa đó, và khi bị rớt dép là mình phải chú ý đi cái dép mà không có quay sau là rớt, lúc nào có khi không biết. Đấy, nhất là các bác mà lớn tuổi thì con cháu chở đi xe Honda, đi xe gắn máy ngồi đằng sau về nhà không biết cái dép đâu rồi, nhiều trường hợp như thế đó. Teo cơ, thấy đây, cái chân bên này thì to, còn chân bên này thì nhỏ, teo cơ là rối loạn cảm giác, có một vùng thì nhiên cái cảm giác nó khác đi, tê rần hoặc là không có cảm giác kém. Rối loạn cảm giác vùng hội âm, ở đây lấy cái hình ảnh này, vùng hội âm là vùng nào? Vùng hội âm là cái vùng mà người ta ngồi trên, nếu mà ngồi trên yên ngựa hay là mình ngồi trên xe gắn máy thì cái phần tiếp giáp với cái yên này nó gọi là vùng hội âm, cái mình thì hay gọi là vùng kín. Ở đây của mình thì thật sự là cái này nó là vấn đề y khoa, thì có rất là nhiều những người phụ nữ bị khi mà rối loạn cảm giác ở vùng này không có nói, và đến khi rất nặng rồi thì lúc đó mới đến bác sĩ thì đôi khi nó muộn mất. Thì nếu chúng ta thấy có những cái thay đổi ở khu vực đó về cảm giác thì chúng ta phải lưu ý ngay và phải đến bác sĩ. Thậm chí có nhiều trường hợp thoát vị đĩa đệm nó chỉ có triệu chứng như vậy thôi, không có triệu chứng khác, mà đây là triệu chứng nặng nhất trong cái triệu chứng của thoát vị đĩa đệm. Rối loạn tiêu tiểu, ngày em bị táo bón thì đấy là một đặc điểm của cái bệnh lý này. Đi cách hồi thần kinh, đi cách hồi có nghĩa là sao? Đi một khúc phải nghỉ mới đi tiếp được, cứ đi một khúc phải nghỉ mới đi tiếp được. Thì đi cách hồi nó có hai nguyên nhân, một là đi do mạch máu và hai là do thần kinh. Do mạch máu tức là cái mạch máu nuôi của mình nó bị hẹp, nó không đủ, cho nên đi khúc cái chân mình nó không có máu nuôi nữa, máu nuôi nó không kịp nuôi được, thế là nó không đi được nữa. Thế còn cái đi cách hồi thần kinh thì là do cái thần kinh của mình nó bị thúc ép, khi mỗi khi mình đi thì cái khối thoát vị hoặc là cái mất vững hoặc cái gì đó nó cứ thúc ép vào trong cái dây kinh của mình, nó làm cho dây kinh nó không hoạt động được nữa, thế thành ra là phải nghỉ một chút thì nó mới đi được. Phân biệt giữa hai cái đó là cái chân mình nếu mà đi cách hồi do mạch máu thì cái chân này thường là lạnh, cái chân nó lạnh. Thế còn về bác sĩ người ta khám, người ta sờ cái chân thì người ta biết sờ cái mạch máu ấy, thì người ta sẽ thấy là cái mạch máu của cái chân bên đau ấy, nó sẽ không được mạnh bằng cái mạch máu bên kia. Thế nhưng mà cái cảm giác nó thường là cái chân bên này lạnh hơn chân bên kia thì nó là do mạch máu. Còn nếu hai chân mà nhiệt độ bằng nhau thì nó thường nghĩ là do thần kinh. Cái điều trị thì có các cái giải pháp là nằm nghỉ. Người ta thấy rằng là người ta nghiên cứu đo áp lực ở trong cái đĩa đệm á, thì khi nằm như thế này thì áp lực là thấp nhất. Áp lực là thấp nhất. Khi đứng thì áp lực cao hơn. Khi đứng mà cúi lưng thì cao hơn nữa. Khi đứng cúi lưng mà xách vật nặng thì còn cao hơn nữa. Cúi như thế này thì cao, mà xách cái vật nặng thì nó còn cao hơn nữa. Thế còn khi ngồi như quý vị mình đang ngồi đây thì áp lực cao hơn nào? Nhưng mà ngồi mà khom cái lưng xuống thì cao hơn nữa. Còn ngồi khom lưng mà xách vật nặng là cao nhất. Thì cái này là cái nghiên cứu mà người ta đã làm từ rất lâu rồi.
và khi nằm thì làm giảm các tác dụng do chèn ép. Về vật lý trị liệu, vật lý liệu pháp thì cũng là một số bài tập thì nhằm kéo giãn cái khoảng liên đốt sống, tức là người ta kéo ra, kéo ra mục đích là để làm giảm áp lực ở trong cái đĩa đệm, và người ta hy vọng rằng cái việc giảm áp lực đó nó làm cho cái đĩa đệm, cái khối thoát vị nó chui tù trở lại. Thì cái này nó có tác dụng với điều kiện là cái dây chằng dọc sau còn nguyên, chưa bị rách đứt. Khi dây chằng dọc sau còn nguyên thì khi người ta kéo ra thì nó vẫn có một cái sự đàn hồi, nó đẩy cái khối thoát vị trở vào. Còn nếu mà đã rách đứt rồi thì không còn cái tác dụng đó nữa. Có các cái phương pháp nhiệt trị liệu thì nó làm tăng cường tuần hoàn đến vùng bị thương tổn và giảm đi hiện tượng phù nề. Nhiệt trị liệu là cái gì? Đèn hồng ngoại cũng là một cái nhiệt trị liệu. Chúng ta chườm nóng, chườm lạnh nó cũng là nhiệt trị liệu. Thì cái phương pháp mà tốt nhất hiện nay nó là sóng ngắn, hoặc dùng sóng ngắn hoặc dùng shockwave, tức là một cái loại tia nó truyền nhiệt vào sâu bên trong. Sóng ngắn là chúng ta ở nhà chúng ta có cái lò V3 mà chúng ta nướng đồ ăn đó, thì sóng ngắn thực chất giống như là đưa ta thành cái đồ ăn, đưa lên dĩa thì nướng. Nhưng mà tất nhiên người ta phải làm sao để chúng ta không bị nướng, mà cái nhiệt độ nó chỉ ở cái mức nào đó thôi để mà nó đáp ứng được. Ngoài ra thì có một số cái bài tập nhằm mục đích là tăng sức mạnh của cơ và hỗ trợ cho cuộc sống. Khi mà cái cơ hỗ trợ cho cuộc sống tốt rồi thì nó có thể giữ được cho cái cuộc sống của mình thẳng, nó giữ được cái mối liên hệ giữa các nốt sống tốt, thì nó tránh được những cái di chuyển, cái di lệch của cái cuộc sống mà không có chính xác, nó làm cho đau. Và ngoài ra thì một số bài tập thì nhằm mục đích là thúc đẩy cái quá trình thay thế lớp tế bào già bằng các cái tế bào mới. Cái thay thế tế bào già này là thế nào? Trong một cái mô của cơ thể người ta, nếu mà lượng tế bào già nhiều quá thì cái mô đó không khỏe. Nó phải có cái lượng tế bào trẻ nhiều thì cái mô đó nó mới khỏe. Ví dụ như trong cái cơ của mình, nếu lượng tế bào già nhiều quá thì cái cơ đó, cái sức kéo của nó không được mạnh, sức căng nó không được mạnh, thì phải cái tế bào trẻ được nhiều. Thì cái bài tập nó làm gì? Thúc đẩy cái quá trình mà thay thế tế bào nhanh lên để cho đưa ra cái lượng tế bào trẻ nó nhiều hơn. Mỗi một tế bào ở trong người mình nó chỉ sống được một cái khoảng thời gian nhất định. Tôi lấy ví dụ như là máu, là một cái mô máu của mình này, cái hồng cầu của mình nó sống được 120 ngày, đấy là thời gian lý thuyết. Còn có thể nó sống khoảng chừng 80 ngày cho đến 150 ngày. Đấy là cái thời gian thực tế. Thì người ta, cái việc mình cho máu, tức là mình lấy đi một cái lượng hồng cầu rất là lớn ở trong cơ thể mình, lấy đi, bỏ ra ngoài. Thì cái cơ thể mình bắt buộc nó phải sản sinh ra cái máu mới. Thì lúc ấy cái tỷ lệ tế bào mà máu, tế bào hồng cầu của mình ấy, trong máu nó rất, tỷ lệ tế bào trẻ nó rất là cao, cho nên mình rất là khỏe mạnh. Cái khả năng truyền tải oxy của nó rất là tốt. Nhưng mà khi nó lên đến 80 ngày rồi thì nó không còn khả năng truyền tải oxy, rất thấp. Và xin chào bác sĩ cô. Khả năng truyền tải oxy của nó rất là thấp. Và chính vì vậy thì cái máu của mình, nếu như mà ví dụ những người không cho máu mà không có những cái hoạt động gì nhiều thì cái cơ thể mình nó không được khỏe bằng cái người mà cho máu. Đấy là một cái ví dụ. Tiêm hóa chất tiêu hủy nhân đệm, người ta dùng một cái chất được chiết xuất từ cây đu đủ gọi là chemopapain để tiêm vào đĩa đệm và làm tiêu hủy một phần nhân đệm, từ đó thì làm cho đĩa đệm xẹp xuống và không chèn ép nữa. Đây là cái lý thuyết người ta. Và có một thời khoảng năm 1980 ở Mỹ phát triển cái này rất nhiều, trong vòng có một năm thôi hơn 100.000 người được chích cái này, và một cái chi phí bỏ ra rất lớn. Nhưng chemopapain là một cái chất tiêu hủy protein, nhưng khi tiêm vào chỗ nào nó cũng tiêu hủy, chứ không phải là tiêm vào đĩa đệm nó mới tiêu hủy, và không phải lúc nào anh tiêm vào nó cũng nằm ở trong đĩa đệm. Có một tỷ lệ dò ra ngoài và nó tiêu hủy luôn cả cái dây thần kinh của chúng ta đi. Cho nên cái này hiện nay đã được cấm, đã bị cấm ở rất nhiều nước. Ở Việt Nam thì cũng chưa có cái gì chính thức cho làm, mà cũng không có gì cấm cả.
Thành ra là cho đến bây giờ vẫn có, tôi vẫn biết là một số chỗ vẫn có tiến hành làm cái việc này. Thì thật sự đây là một cái rất nguy hiểm. Tốt thì có thể là tốt, nhưng mà nếu nó xảy ra chuyện thì nó xảy ra rất là nặng nề. Nhưng mà chúng ta không có giải pháp chống đỡ nữa. Khi mà nó đã dò ra ngoài rồi thì không cách gì chúng ta chống đỡ nó được cả. Cái thứ hai là cái gọi là giảm áp đĩa đệm. Đúng, lấy đĩa đệm nhưng mà thực chất nó là giảm áp đĩa đệm bằng laser hoặc là bằng sóng radio qua da. Cái này hiện nay chúng ta đang được nghe nhiều nơi cứ quảng cáo về cái này. Thì sóng radio thì tôi chưa có làm trực tiếp, nhưng mà hai cái này nó là một nguyên lý. Còn về laser thì có lẽ đến giờ này tôi không dám chắc lắm, nhưng mà có lẽ tôi cũng là một trong những người làm nhiều nhất ở Việt Nam. Tôi có làm khoảng hơn 1.000 ca cái này, và trong đó thì có 700 ca tôi làm ở tại Nhật. Còn tại Việt Nam thì khoảng 300-400 ca, 400-500 ca gì đó, cũng một số lượng khá lớn. Thế nhưng có một cái điều thì người ta, cái kỹ thuật này nó làm như thế nào? Tức là nó dùng một cái kim dẫn vào trong lòng cái đĩa đệm, xong rồi đưa một cái dây dẫn hoặc là dẫn cái laser hoặc là dẫn cái sóng radio vào để tiêu hủy đi một phần của cái nhân đĩa đệm. Thì từ đó nó làm giảm áp lực và nó hy vọng rằng là cái khối thoát vị nó co trở lại. Sau cái thời gian mà làm ở tại Nhật thì tôi thấy hiệu quả tốt quá, thì tôi rất là thích. Thì về Việt Nam mình cũng mang về Việt Nam để mình ứng dụng. Nhưng mà khi về Việt Nam thì mình theo dõi được lâu dài thì tái phát gần hết. Thì cũng có một cái lý luận người ta nói thế này: cái tuyếp kem đánh răng mà mình lấy ra chưa hết, mình lấy ra một phần thì rồi nó lại khi ép thì nó lại phòi ra nữa. Thì đấy cũng là một cái lý thuyết, nhưng mà thực tế là tái phát rất là nhiều. Thì cuối cùng thì cái kỹ thuật này tôi cũng ngưng không sử dụng. Thế và bác sĩ Giang là cái người mà phản đối cái kỹ thuật này rất nhiều. Cái người mà phát minh ra cái nội soi đó là người phản đối kỹ thuật này rất nhiều. Và chính vì cái sự phản đối của ông ấy đối với tôi mà cuối cùng tôi trở thành học trò của ông ấy. Phẫu thuật mở thì mình có hiểu bao gồm là mở bằng mắt thường, mở bằng vi phẫu, cũng gọi là phẫu thuật mở. Thì là phương pháp truyền thống và được áp dụng cho mọi loại bệnh, mọi loại thoát vị đĩa đệm với kết quả rất là tốt. Và mức độ khi áp dụng cái này thì mức độ tàn phá nó khá cao, chúng ta phải xẻ ra một đoạn lớn cái da thịt người ta. Ví dụ da thịt mình lành, đang bình thường này, mình cái khối thoát vị đó chỉ nhỏ bằng ngón tay mình thôi, nằm ở bên trong ấy. Nhưng mà muốn tiếp cận nó thì phải xẻ ra một đường dài thế này ở trên lưng mình, rồi mình mới đi vào đó được, mình bọc lộn nó ra mình mới lấy được, chứ mình đâu có thể cách gì mà mình không đi qua cái đó để mình lấy được. Cho nên cái này nó tàn phá cái cấu trúc giải phẫu rất là cao, và chính vì vậy cái khả năng xảy ra biến chứng cũng cao. Và ở các nước, ở nước ta thì cái chi phí nằm viện với lại chi phí công nó không nhiều như là ở nước ngoài. Ở nước ngoài, ví dụ như tôi lấy ví dụ như là ở tại Singapore thì nằm viện cái loại mà tối thiểu nhất cũng 1.000+ đô một đêm, và loại mà phòng mà cao cấp của nó tới 10+ ngàn đô sinh một đêm. Ở Mỹ thường là khoảng 3-4 ngàn đô một ngày đêm, tiền nằm viện rất mắc. Cho nên nếu người ta giảm được một ngày nào nằm viện thì đấy là cái điều mà rất là tốt cho người ta. Cái tiếp theo là phẫu thuật nội soi, một lát nữa mình sẽ đi sâu vào cái phẫu thuật này. Đó là một trong các kỹ thuật được cho là phẫu thuật của thế kỷ 21, dùng để điều trị thoát vị đĩa đệm, và là phẫu thuật ít xâm lấn. Nó có cái lợi ích là không cần gây mê, đường mổ rất là nhỏ, không đau đớn sau mổ, và giảm thiểu tối đa biến chứng, giảm thời gian và chi phí điều trị. Đây là trên đây thì tôi sơ lược về các cái vấn đề về thoát vị đĩa đệm. Và bây giờ thì chúng ta có thể đi qua tiếp luôn cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai là phần về nội soi. Rồi xong rồi chúng ta sẽ thảo luận luôn. Nội soi cột sống. Giải pháp
của thế kỷ 21. Tại sao tôi dùng cái từ này? Tháng 3 năm 2012 thì có cái hội nghị của Hội Phẫu thuật là Cuộc sống tiên tiến thế giới. Thì tôi cũng là một thành viên của cái hội đó, tổ chức ở tại Barcelona, Tây Ban Nha. Năm 2011 thì tháng 4 năm 2011 thì nó tổ chức ở Las Vegas, ở Mỹ. Thì có đưa ra một cái vấn đề là mọi người bàn luận xem cái gì là cái tiến bộ của thế kỷ 21 trong phẫu thuật cuộc sống. Thì đến tháng 3 năm 2012 thì thống kê lại thì có 4 cái mà được coi là phẫu thuật của thế kỷ 21 do các bác sĩ phẫu thuật viên về cuộc sống bình bầu, thì đứng đầu là nội soi cuộc sống. 4 cái kỹ thuật này đều được phát triển trong thế kỷ 21. Nó có nguồn gốc từ trước nhưng mà chủ yếu là phát triển mạnh lên và được phát triển trong thế kỷ 21. Bệnh lý trợ đốt sống thì đặt dụng cụ qua da. Bệnh lý loãng xương thì gãy xương thì tạo hình đốt sống cũng là một cái. Tạo hình đốt sống nó bao gồm là tạo hình đốt sống và tạo hình gù, hai cái. Và một cái kỹ thuật nữa để điều trị cái bệnh lý vẹo cuộc sống thắt lưng do thoái hóa. Đó, cái này là cho người già, rất là nhiều những người lớn tuổi. Thì đây là kỹ thuật nó gọi là X-Slip, tức là nó dùng một cái đường mổ. Hiện nay chúng ta đang phải mổ những cái trường hợp mà các bác lớn tuổi bị vẹo cuộc sống, bị nó gây đau rất nhiều. Chúng ta phải mổ một cuộc mổ rất lớn, bắt mười mấy con vít, truyền 4-5 đơn vị máu. Thì cái kia nó chỉ mổ một đường mổ nhỏ như thế này thôi, đi vào không phải truyền máu truyền gì cả, rất là khỏe khoắn. Đấy là một kỹ thuật cũng được gọi là kỹ thuật của thế kỷ 21. 4 kỹ thuật này là cái niềm tự hào của cái chuyên ngành phẫu thuật cuộc sống của thế giới, của cái hội phẫu thuật cuộc sống tiên tiến thế giới trong cái thời gian này. Về lịch sử của nội soi thì điều trị thoát vị đĩa đệm mà bằng phẫu thuật thì nó bao gồm những cái quá trình ban đầu là mổ hở đường trước qua bụng, mổ banh bụng ra đi vào rồi lấy cái đĩa đệm, rồi mổ đường hông cũng đi vào lấy cái đĩa đệm. Và đây là những cuộc mổ lớn. Cái đường mổ qua đường hông thì đường mổ dài khoảng, bác sĩ khéo tay thì khoảng 1 gang tay, còn bác sĩ mà tây mổ thì phải 2 gang. Hai gang tay để mổ để mà lấy một cái bằng ngón tay út mình. Mổ vi phẫu thì có cái độ cải tiến về dụng cụ và ít xâm lấn hơn nhiều so với mổ hở. Mổ vi phẫu, mổ vi phẫu đến trước khi mà có nội soi, cái khẩu hiệu mà mổ vi phẫu là đường mổ 1 inch, 1 inch là 2.5 cm, hay là một lóng ngón tay của mình thế này. Đường mổ 1 inch là đường mổ có thể gọi là nhỏ nhất trong mổ hở, không có cái nào nhỏ hơn được nữa. Và nhưng mà nó đòi hỏi là phải có kính vi phẫu, cũng phải thế này thế khác, đại khái là có những cái dụng cụ của nó. Và sau đó thì có một cái loại nội soi là của một cái tác giả người Đức là Destando, và sau đó cùng với lại ông người Đức này là John Chu của Mỹ là nghiên cứu cái này, và khoảng năm 90 thì bắt đầu phát triển nhiều. Và đến trước thế kỷ 21, tức là khoảng năm trước năm 2000 thì cái này rất thịnh hành ở các nơi. Thì cái này nó là một cái thỏi hình tam giác này, thì trong này nó có nhiều đường ống để mà đưa ống nội soi, rồi đưa dụng cụ, nó dùng dụng cụ mổ hở để mà làm. Thì cái này nó rất là gần với lại các bác sĩ mổ hở, gần lắm. Tôi khi mà tôi đi học, tôi thực tập cái này thì tôi đến chưa được một ai hướng dẫn cả, thấy cái mô hình tôi vào tôi làm luôn và được luôn tại chỗ. Cái đầu tiên trong cái mô hình là làm được tốt luôn, được cái điểm tối đa luôn trong cái đó mà chưa có ai hướng dẫn. Tức là cái này nó rất là gần với bác sĩ mổ hở thì nó rất dễ để phát triển, nhưng mà ngược lại nó xâm lấn không khác gì so với mổ hở. Và khi tôi học cái này thì sau khi tôi tiếp cận với cái này có một ngày thôi thì tôi thấy nó không khác gì mổ hở, thì tôi lại đi học thêm một cái khác là học mổ nội soi YES này. Thì đây cũng là một cái kỹ thuật mà nó dùng một cái hệ thống đường ống rất là nhỏ để mà đưa vào.
Cái nội soi YES này do tác giả tên là Yang. Yang là tên của cái tác giả này. Đây là một bác sĩ người Mỹ mà gốc Hoa. Và ông sinh ra tại Trung Quốc. Nhưng mà năm 1949 thì ông ấy di cư sang. Năm 1949 là năm mà thay đổi chế độ ở bên Trung Quốc đó, thì ông di cư sang Mỹ và sống ở bên Mỹ. Thì bây giờ thì nói chung ở bên đó thì mình qua thì mình thấy rõ ràng họ là người Mỹ hoàn toàn, cũng chẳng có cái gì gọi là người Hoa hay là người gì cả, cũng có cái phân biệt đó. Thì ông phát minh ra cái hệ thống này vào năm 1998, thì lần đầu tiên ông báo cáo về cái này, và sau đó thì được FDA, tức là cơ quan mà quản lý về dược phẩm và thực phẩm của Mỹ thông qua, và bắt đầu phổ biến. Thì cho đến năm, cái dụng cụ này nó bao gồm một ống thao tác và đường kính 7 mm, và qua đó là cái ống nội soi này. Cái ống nội soi này đường kính của nó có 5 mấy mm thôi, và nó bao gồm 4 cái kênh ở trong này, gồm một cái kênh lớn nhất là kênh dụng cụ, một cái kênh vừa là nguồn sáng vừa là camera, một kênh để bơm nước vào và một kênh để hút nước ra. Thì bơm nước vào để làm gì? Cho nó trong cái vùng mổ để mình nhìn thấy được, còn nếu mà không là nó không trong. Đến năm 2001 thì bắt đầu là nội soi này bắt đầu phát triển ra ở nhiều trung tâm ở Mỹ. Và sau đó thì đã có rất là nhiều cái kỹ thuật nội soi khác mô phỏng theo cái hệ thống của Yang này. Và các cái kỹ thuật này được gọi chung là nội soi YES, là Yang Endoscopic Surgery. Cái chữ YES này thì cái này tôi nói qua một chút về cái lai lịch của cái chữ này. Là năm 2005 thì trong một cái hội nghị về nội soi thì các bác sĩ nói chung là cũng thuộc hàng đầu, thì ngoài lề của hội nghị thì có một cái buổi đi ăn trưa với nhau, thì tôi cũng rất là hãnh diện là mình được dự cái buổi đó. Thì gồm những ông mà lúc đó là những nhà phát minh ra các kỹ thuật nội soi khác nhau, nhưng mà thực tế đều là theo nguyên lý của Yang. Thì tôi có đề nghị là tại sao mình không gọi luôn cái tên nội soi chung hết là YES này. Thì mọi người lúc đó rất là đồng ý. Thế nhưng mà đến khi sau đó thì cái hôm đó là buổi cuối rồi, đến chiều hôm đó thì kết thúc cái hội nghị, thì trong kết luận của hội nghị không đưa cái đó. Thì đến năm 2008 thì cũng lại có một cái buổi như thế, thì khi tôi đọc lại vấn đề thì mọi người nói chung là không ai nói câu nào. Thì sau đó bác sĩ Giang có nói với tôi là đại khái là thôi mình đừng đọc vấn đề đó ra nữa. Thì lúc đó thì ở Việt Nam thì mình cũng đã quảng bá cái tên là YES này rồi. Thế nhưng mà thực tế thì nếu mà nói về YES thì tất cả các bác sĩ mà về đầu ngành của cái này thì người ta đều biết nó là cái gì. Thế nhưng mà có thể là nhiều khi người ta cũng không muốn chấp nhận là người ta phải mô phỏng theo một cái người khác. Nhưng mà cái kỹ thuật thì đúng nó là như thế. Các biến thể của cái này thì nó bao gồm cái đầu tiên mà của Yang đề xuất ra thì nó chỉ có là một đường đi qua lỗ liên hợp thôi. Thế nhưng mà sau này nó có qua đường liên mạc sống. Đó, và nó có cột sống cổ lối sau, rồi thì cột sống cổ lối trước. Đó. Riêng về cột sống cổ thì thế này, theo nhận định của tôi thì nó chưa được tốt lắm, cái nội soi chưa được tốt lắm. Nó còn thiếu một cái cơ bản nhất là nội sống cái mình phải ghép một cái gì vào đó. Tại vì cái cổ nó khác với cái lưng không ghép thì không sao cả, nhưng mà cái cổ không ghép thì là có chuyện. Đó, thành ra là về mặt cơ bản thì tôi không đồng ý với cái này bởi vì chưa ghép được. Thì trên thực tế thì trong cái hội chúng tôi thì có một cái nhóm đó ở Ukraine, người ta nghiên cứu một cái vật liệu ghép mà không qua hệ thống nội soi được. Thế nhưng mà trên thực tế thì họ chưa thử nghiệm xong và chưa được cái chứng nhận của cái cơ quan y tế châu Âu cũng như là cơ quan y tế thực phẩm và y tế Hoa Kỳ. Thành ra là mình cũng chưa dám thực hiện cái đó. Ở tại Việt Nam thì cái nội soi mà YES này được thực hiện lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 2007 tại Texas. Và cái bệnh nhân đầu tiên đó hiện nay đang bán văn phòng phẩm ở chỗ đường Phùng Hưng. Và cũng sau một thời gian lâu rồi không gặp thì tôi mới đi mua. Tôi cũng không biết là anh ấy là bán văn phòng phẩm. Trước đó thì mình vẫn cứ nhân viên thì vẫn gọi điện, vẫn hỏi thăm. Đến khi mà ra mua văn phòng phẩm thì gặp anh ấy, thì anh ấy bưng ra cho mình một đống cái văn phòng phẩm mình đặt mua khoảng chừng 30 kg mà anh ôm anh bưng ra này. Thì khi ra nhìn thấy mới hoảng quá, ủa là anh hả? Thì anh bảo đấy, bác sĩ thấy tôi khỏe không, bây giờ tôi bưng ra rất là thoải mái.
Đấy là bệnh nhân đầu tiên được mổ nội soi tại Việt Nam. Và đồng thời với việc mổ nội soi đó, chúng ta là nơi đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện cái loại nội soi YES này, tức là tất cả những cái loại nội soi này, nội soi mà dùng một cái ống như vậy để mổ cho cuộc sống ấy, tức là một cái ống nhỏ trong đó có nhiều kênh. Đến năm 2008 thì Thái Lan cũng thực hiện cái nội soi cuộc sống lần đầu, đồng thời thì cùng với những thời điểm đó ở Việt Nam thì có cơ sở thứ hai là bệnh viện Việt Đức đã thực hiện cái này. Đến tháng 6 năm 2008 thì Exxon thực hiện cái nội soi qua đường liên mạc sống, tức là trước đây là thực hiện theo của Giang là cái đường qua lỗ liên hợp, thì đến tháng 6 năm 2008 thì thực hiện qua đường liên mạc sống. Và hiện nay thì Exxon vẫn là nơi duy nhất mà thực hiện cả hai đường, đường liên mạc sống và đường qua lỗ liên hợp. Và đây là giáo sĩ Giang và tôi đến học vào năm 2001. Giáo sĩ Giang với tôi thì quen biết với nhau qua cái vấn đề là như lúc nãy tôi trình bày là về cái laser. Tôi thì làm cái laser và với cái số lượng của tôi thì cũng rất là lớn, thì thành ra là khi mình trình bày mình có làm như thế thì bác sĩ Giang này rất là phản đối cái laser. Trước đây ông cũng đã từng làm laser, tất nhiên ông làm số lượng nhiều nhưng mà ông thấy laser không hiệu quả, cho nên ông mới phát minh ra cái nội soi này. Đó, thì ông phản đối rất nhiều và sau khi trao đổi với nhau rất là nhiều thì ông bảo là thôi bây giờ tôi mời anh qua bên chỗ tôi, anh coi tôi làm. Đó, thì khi tôi qua thì cái ông John Chu là cái ông mà có cái phương pháp nội soi test Tando lúc nãy tôi nói đó, thì ông lại mời về chỗ ông ấy. Nhưng mà thấy khi mà mình đến chỗ ông ấy thì mình thấy cái đó nó đơn giản quá và nó cũng giống như mổ hở, nó không có cái gì khác cả. Thì tôi mới đến ông này và ở đó một cái thời gian để mà học cái kỹ thuật này. Thì ông truyền bá rất là tốt và hiện nay thì cơ sở của ông ấy thì cũng là cơ sở mà dẫn đầu thế giới về cái nội soi. Tuy nhiên là ông vẫn có một cái là ông chỉ làm cái nội soi qua lỗ liên hợp thôi, không có làm qua cái đường sau, cho nên là có một số cái cũng không xử lý được. Năm 2007 thì sau khi cái thông tin mà Exxon đã làm cái này từ tháng 10 thì ngày 7 tháng 12 năm 2007 thì có hai nhân vật rất là quan trọng đến, nhưng mà tôi rất tiếc là cái người kia mình quên, mình không chụp hình, không lưu lại hình ảnh, là bác sĩ Giang đến thăm Exxon và một bác sĩ nữa là chủ tịch hội phẫu thuật cuộc sống xâm lấn tối thiểu thế giới. Và ông này trước đây là học cùng với tôi ở chỗ ông Giang này, rồi ông về ông làm, ông người Hàn Quốc, ông làm và cuối cùng ông trở thành chủ tịch hội của thế giới. Hai ông đến thăm cái cơ sở, ông kia thì đến buổi chiều, ông này đến buổi sáng. Đến buổi chiều thì ông kia đến thì tôi hơi, tức là ông báo trước đột ngột quá thì mình cũng rất là xúc động, mình cũng với ông ấy thì cũng khá thân lúc mà đi học. Thế nhưng mà sau đó ông ấy thì quên mất cái chuyện chụp hình, không lưu lại được hình. Thì cả hai ông đều vào phòng mổ đều xem xét hết dụng cụ, đi thăm bệnh nhân, đều cho những cái ý kiến rất là hay. Thì sau đó thì đến năm 2008 được mời tôi vào tham dự cái hội chất của thế giới. Nội soi qua lỗ liên hợp thì là kỹ thuật kinh điển do Giang đề xướng. Ở đây là nó rạch ra và đi ở đường bên hông. Đây là khi người ta đang nằm sấp này, đi đường bên hông, đi đây vào. Và đây để lấy cái này. Cái nội soi này nó thích hợp cho các cái thoát vị đĩa đệm mà dưới dây chằng lọc sau, như lúc nãy tôi trình bày cho cái loại này. Như loại này cần mổ thì được. Còn cái loại mà đã rời ra rồi thì nó không thích hợp lắm. Và nó thích hợp cho các thoát vị đĩa đệm ở tầng cao. Tầng cao tức là các cái tầng ở đây. Tầng thấp là L5S1 này. Thì chúng ta thấy cái đi vào ở bên hông thì cái chỗ nào đi vào cũng được hết. Nó thích hợp cho cái loại thoát vị đĩa đệm thể quá xa bên. Như lúc nãy tôi nói nó tuốt, chạy tuốt ra ngoài này. Ra ngoài đó thì cái nội soi này rất thích hợp. Nó không thích hợp cho cái loại thoát vị vỡ vào ống sống, tức là nó đi vào đây này, chứ không phải nó đi vào đây. Nên đi vào đây thì nó lấy cái chỗ này thôi, chứ nó không lấy được cái chỗ này, là rất khó. Và không thích hợp cho thoát vị đĩa đệm L5S1. Chúng ta thấy L5S1 là ở đây. Thì nếu chúng ta đi ngang vào đây thì chúng ta phải đi qua cái xương này, cho nên là chúng ta không thể đi được như thế, thì nó không thích hợp cho cái vùng này. Mà hai cái vùng mà có thoát vị nhiều nhất là L4-5 và L5-S1.
thì cái nhược điểm của nó lại nằm ngay ở cái vùng L5S1 này. Cái nội soi qua đường liên bản sống thì nó do một bác sĩ người Đức khởi xướng. Thực ra thì ông ấy cũng làm thì theo như ông nói là từ năm 98, nhưng mà không có tức là không có những cái tài liệu nào khác xác nhận cái chuyện đó. Thì đến năm 2005 thì đã được FDA, tức là cái tổ chức thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, công nhận và được đưa vào Mỹ. Thì và khi nó đưa vào Mỹ thì bắt đầu nó phát triển rất nhanh. Thì cái này nó dạy ra ở giữa lưng, đường đi vào, đi lối sau, đi vào như thế này. Đây là một cái loại kỹ thuật cũng rất là mới. Và nó lại thích hợp cho cái thoát vị cái đệm mà đã qua dây chẳng đằng sau. Nó thích hợp cho cái thoát vị cái đệm ở tầng L5S1 và L4-5. Ở cái tầng này tại sao nó thích hợp? Nó cầm cái khoảng này này, nó rộng. Đây là cái khoảng mà không có xương. Hai cái xương ở đây và cái khoảng này không có xương. Nó phải rộng ra ngoài này. Hai cái tầng này nó rộng vừa phải ra ngoài cho nên là nó dễ dàng. Nhưng mà các tầng trên này nó hẹp lại, cái khoảng này hẹp lại. Thì như vậy là nếu muốn đi ra thì mình phải ra đến đây. Thì mình phải làm cái gì đó để cho nó mở được cái đường này ra đến đây. Thì cho nên đối với những tầng này là nó khó. Thì nó coi là không thích hợp cho tầng này. Thậm chí là đã có những bác sĩ phát biểu là cái nội soi đó nếu mà mổ lên tầng trên này thì chỉ mang lại thảm họa chứ không mang lại cái gì khác. Nó không thích hợp cho cái thoát vị cái đệm thể quá xa bên, tại vì nó đi vào từ phía sau thì nó không đi lách ra út ngoài để nó lấy được. Thì như vậy là hai cái này nó có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Ta gọi đường bên tức là cái đường qua lỗ liên hợp và đường sau là cái đường qua khoảng liên mặt sống. Thì tầng cao là tầng L3 trở lên thì đường bên thích hợp nhưng mà đường sau không thích hợp. Tầng L5S1 thì đường bên là hoàn toàn không thích hợp, thì đường sau lại là thích hợp. Thể quá xa bên thì đường bên là thích hợp mà đường sau là không thích hợp. Và cái loại vỡ vào ống sống thì đường bên là không thích hợp nhưng mà đường sau lại là thích hợp. Thì tóm lại, nếu chúng ta bổ sung hai cái kỹ thuật này vào với nhau, chúng ta giải quyết được tất cả các loại thoát vị cái đệm. Và đây chính là cái mấu chốt của vấn đề mà một số bác sĩ, nếu mình chỉ nhìn thấy một cái loại nào thì mình nói nó nhược điểm thế này, một cái loại khác thì nhược điểm thế khác, không lấy được. Thì một số bác sĩ phản đối vì cái này là nó được cái này nhưng mà nó không được cái này. Thế thì thật ra nếu chúng ta sử dụng cả hai đường thì có thể giải quyết được hết các vấn đề. Chỉ định mổ nội soi thì cái chỉ định mà mổ nội soi nó giống như là chỉ định mổ hở cho thoát vị cái đệm, giống y như chỉ định mổ hở. Các trường hợp viêm thân sống đĩa đệm cần sinh thiết nó cũng được chỉ định. Và đặc biệt ở Exxon chúng tôi làm được rất là nhiều trường hợp mà đúng ra thì người ta hoặc là rất là khó khăn. Trước khi mà hội chẩn với lại bên bệnh viện nào y dược, gặp một số cái trường hợp mà nếu bây giờ cuộc mổ sinh thiết thì nó rất là lớn, tại vì nó bị viêm thân sống cái đệm ở phía trước, mổ vào mà nó nằm ở vùng cao nữa thì phải mổ qua ngực rồi thế này thế khác. Thì chúng tôi sử dụng cái nội soi rất là đơn giản, không cần phải gây mê không gì hết, làm trong khoảng 20 phút là ngon lành, lấy ra được cái mô thử rất là tốt. Thì đáng lẽ là phải thực hiện những cuộc mổ rất lớn thì lại không cần phải làm như thế. Thì đây là một trong những cái chỉ định rất có lợi của cái nội soi này. Rồi các cái trường hợp mà cần giảm áp cái đệm sau khi chụp cái đệm đầu, lúc nãy tôi nói về cái nhược điểm của laser và radio, nhưng mà không phải là nó hoàn toàn nhược điểm. Nó có một cái bệnh lý mà nhưng mà rất hiếm gặp là gia tăng cái áp lực của đĩa đệm lên rất nhiều. Và nếu người ta muốn làm laser hay radio, người ta cũng phải chụp một cái gọi là đĩa đệm đồ, tức là người ta cũng phải đưa một cái kim bơm thuốc vào trong ấy chụp. Thì nếu như sau đó lại rút ra rồi lại cắm một cái dây khác vào thì nó không được tốt bằng là chúng ta làm cái nội soi luôn và ta lấy ra cái phần đĩa đệm đó. Trong trường hợp mà gia tăng áp lực ở trong đó, nó gây ra những cái trường hợp, một lát nữa thì chúng ta sẽ nói đến những cái cụ thể đó, nó gây ra một số trường hợp thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp này thì nó tốt hơn. Các trường hợp mà thoát vị đĩa đệm vùng lưng thắt lưng mà trước đây được chỉ định mổ hở thì bao gồm khi nó gây ra thương tổn thần kinh, yếu liệt, teo cơ,
giảm mất cảm giác, rồi rối loạn tiêu tiểu là những cái thương tổn thần kinh mà chúng ta thấy được ở trên lâm sàng. Hoặc là nó gây ra thương tổn thần kinh mà phát hiện được trên điện cơ, hoặc là nó ảnh hưởng đến chức năng sống và làm việc, tức là ảnh hưởng nặng nề, đi khó khăn, ngồi không được, không thể làm việc được, thì chúng ta phải giải quyết nó. Rồi ngoài ra thì đối với trường hợp đau không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác, tức là điều trị rất là nhiều phương pháp mà không ăn thua, thì người ta sẽ có tổng tên là thuốc, vật lý trị liệu, rồi can thiệp chống đau. Can thiệp chống đau tức là chúng ta chích vào khoang ngoài màng cứng là tủy sống ấy, rồi chích vào phong bế cái hạch thần kinh để cho nó không đau nữa mà vẫn không hết được, thì lúc đó người ta có chỉ định mổ. Thì mổ nội soi nó cũng chỉ định giống như mổ hàm như vậy. Các trường hợp mà cần giảm áp đĩa đệm sau khi mà chụp đĩa đệm đồ là ví dụ như bệnh lý đau do đĩa đệm mà gia tăng áp lực trong đĩa đệm. Cái bệnh lý này ở Việt Nam rất là hiếm, trên thế giới cũng không nhiều. Cái tỷ lệ tôi làm thì thường một năm mình chỉ gặp chừng 2-3 ca thôi. Thì tức là cái đĩa đệm của mình nó gia tăng áp lực lên mà nó đau rất là nhiều, nhưng mà không có thoát vị, không có gì cả. Thì đây là một cái loại bệnh lý. Rồi thoát vị đĩa đệm vào thân sống, thay vì thoát vị vào trong cái hệ thống thần kinh nhiều, thoát vào thân sống mà nó gây ra đau, thì đây cũng là một dạng. Chống chỉ định của mổ nội soi thì cũng chính là cho các trường hợp chống chỉ định mổ hở đơn thuần. Ví dụ như có mất vững kèm theo thì chúng ta không có mổ để lấy đĩa đệm không được, mà chúng ta phải mổ bắt nẹt bắt vít. Có trượt nó sống kèm theo, có hẹp cũng sống kèm theo. Các cái trường hợp này thì chúng ta phải hàn xương và bất động bằng nẹt vít, chứ chúng ta không thể nào mà mổ chỉ lấy cái đệm đơn thuần được, dù mổ hở hay là mổ nội soi cũng không có làm được như thế. Nếu làm như thế thì một thời gian sau nó sẽ bị trở lại. Về kỹ thuật thì bệnh nhân nằm sấp tỉnh táo hoàn toàn, nằm sấp rồi gây tê ngoài mặt cứng đối với lại mổ nội soi qua đường liên mạc sống, tức là đường sau, hoặc là qua đường bên là gây tê tại chỗ, kích thước tê vạch ra khoảng 7 mm, một cái đường rạch rất là nhỏ, rồi đưa cái ống gọi là ống thao tác vào. Rồi sau đó thì chúng ta thấy ở đây là cái cơ và đây là dây chằng vàng. Chúng ta đang cắt cái dây chằng để chúng ta tiếp cận được vào trong cái ống sống. Tất cả cái này, cái đường kính nó chỉ dưới 7 mm thôi. Đó, chúng ta đã cắt ra được rồi, bắt đầu vào đến đây rồi. Đó, bọc lọc được ra rồi. Đến khi chúng ta bọc lọc ra hết thì bắt đầu là bọc lọc đến vào trong rồi, thì ta thấy đây là dây thần kinh này, thì cái khối thoát vị nó nằm ở phía này, người ta vén ra, chúng ta nhìn thấy khối thoát vị đây, nhìn thấy khối thoát vị đây, và chúng ta sẽ xoay cái ống để mà giữ để cho không xâm phạm vào cái thần kinh. Đây, cái bay bay này là cái mỡ bay, cái về đây là chúng ta lấy cái dây thần kinh nó nằm ở đây. Trên thực tế thì không có làm như thế này, đây tôi làm cái này cố ý để quay phim mà chúng ta để cái dây thần kinh ở đây. Nhưng mà trên thực tế là khi người ta xoay thì ông có thể che hết rồi, cái dây thần kinh không có thấy được trên cái này. Nhưng nếu không thấy được thì chúng ta không tưởng tượng ra được. Thì tôi cố gắng làm cái này thì phải là mình phải thật rành về cái này thì mới làm như thế này, chứ không là mình gấp là vào dây thần kinh này. Đây là dây thần kinh này, thì đây cái khối thoát vị nằm ở phía dưới của nó, thì chúng ta lách vào chúng ta lấy. Trên thực tế cái đói đó thì mình xoay cái ống để mình che, không cái dây tinh không có lộ ra trong cái phạm vi này. Ở đây là chúng ta làm đây để nhìn thấy đó. Đó, lấy ra cả cái khối rất là lớn. Và đây, chẳng hạn đây là cái khối lấy ra, lấy ra ngoài. Chúng ta có thể xoay để chúng ta xem là cái này chúng ta đã lấy hết chưa. Có nhiều cách để dùng ngay cái ống ở đây, chúng ta quay qua quay lại, chúng ta đẩy cái thần kinh ra. Đó, chúng ta
ta đẩy ra hoặc là xoay sang phía bên này thấy được, ta kiểm tra nó. Ngoài ra thì như lúc nãy tôi nói ở chỗ tầng cao thì rất khó, nhưng mà chúng ta có ở Action thì có một cái máy khoan siêu tốc xài trong nội soi, chúng ta không cảm thấy nó đang khoan, nó khoan nó mài cái xương rồi để mở nó ra để chúng ta tiếp cận được cái dây thần kinh ở độ chính xác cao. Cái này là một trong những cái khi mà cái hãng thì Scopes nó đưa ra cái máy này, sản xuất ra năm cái máy đầu tiên thì Action là nơi mua đầu tiên trên thế giới, năm cái một trong năm cái đầu tiên. Thì sau khi mua cái đó thì tôi có thể phát biểu là mổ nội soi đường sau qua đường liên mạc sống có thể mổ được cho các tầng cao. Có thể mổ được cho các tầng cao chứ không phải là mổ cho tầng cao là thảm họa. Tại vì cái mục đích của mình là sao? Nó phải đạt ra được đến cái phía ngoài để mà ra được ngoài cùng của cái dây thần kinh, thì cái việc mình có cái máy khoan đó mình đưa đi thì rất là đơn giản. Cái máy khoan đó nó có cái vấn đề gì? Cái ống nội soi nó khá dài, mà cái khoan mà muốn cao tốc á, thì nó phải thật là ổn định, nó không rung. Còn nếu như cái khoan thông thường, mặc dù mình mua những cái khoan cũng mấy chục ngàn đô đưa vào mà nó chỉ được ngắn ngắn thế này thôi, còn nếu nó dài là nó rung và nó đập bể hết ống kính. Thì cái khoan mà của nội soi nó có một cái đặc điểm đó, tức là nó rất dài mà quay thì phải thật cao tốc, chứ nếu mà nó chậm chậm là nó nhảy cọc vào trong, nó cũng đập bể ống kính. Mà nó dài mà với độ dài, cái chiều dài như thế này mà nó quay với tốc độ cao 70-80 ngàn vòng một phút thì nó sẽ rung rất là mạnh. Đó, thì nó khó là cái chỗ đó. Thì đây là một cái lượng, cái này lấy ra không thua gì mổ hở. Và cái hình ảnh mà dễ thần kinh quan sát được, mổ hở cũng chỉ quan sát đến thế này thôi. Thậm chí tôi còn cho rằng mổ nội soi quan sát được còn tốt hơn nữa. Là do cái ống nội soi nó nhìn xéo được. Mình nhìn thế này, mắt mình nhìn thì phải một đường thẳng thế này. Nếu có cái gì che vào đây là mình sẽ không nhìn thấy cái phần này. Nhưng mà cái ống nội soi nó đưa vào đến đây, xong rồi bắt đầu từ đây nó nhìn chéo qua. Thế cho nên có cái gì che ở đây mà ở đây nó vẫn nhìn thấy được ở bên dưới của nó. Thì cái nội soi nó còn thấy được cái đó tốt hơn. Ưu điểm của nội soi cuộc sống là không cần gây mê và chỉ gây tê. Và nó giảm hẳn cái biến chứng do vấn đề gây mê gây ra. Và đặc biệt nhất là những ai đã từng mổ gây mê rồi thì sẽ thấy mổ xong giận nhức đầu mệt mỏi rất là khó chịu, trong mất đến một hai có khi cả ngày, có khi mất mấy tiếng đồng hồ, có người thì mất vài ngày rất là khó chịu. Thì cái gây tê này nó không có những cái chuyện đó. Bệnh nhân thì tỉnh táo trong khi mổ, trực tiếp theo dõi cuộc mổ luôn, bàn thảo với bác sĩ luôn. Có bệnh nhân vừa được mổ mà vừa rủ tôi đi nhậu. Thậm chí là tôi còn được nghe bệnh nhân đang nằm mổ mà hát. Đây là một trường hợp mổ để tỉnh táo đấy. Bệnh nhân này chúng ta nhìn thấy đây nhưng mà tỉnh táo thì ra rằng phía đằng này nó có một cái màn hình để cho bệnh nhân nó coi. Cái lượng nhân nhầy lấy ra thì khá lớn, nó cũng là một cái ưu điểm, lấy ra nó tương đương với mỏ hàng. Rồi cái đường mỏ thì rất nhỏ và mức độ xâm lấn thì rất ít và gần như là không gây đau sau mỏ, giảm cái khả năng mà xảy ra biến chứng. Đường mỏ của chúng ta rất là nhỏ, 7 mm, thực ra là 7 mm là lúc đấy thôi, chứ còn nó co lại. Thậm chí có những người 2-3 tháng sau, mà nhất là những người mà da mà tốt không có gì đó, không thấy cái đường mổ nữa. Thậm chí người tái khám để tìm cái đường mổ tìm rất là khó khăn chứ không phải dễ nữa. Thế rồi người bệnh thì có thể đi được chỉ vài giờ sau mổ và giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị. Ở các nước như ở Mỹ thì như chỗ dân là không có giường bệnh. Ông mổ xong rồi là cho bệnh nhân ra khách sạn ở để đi về. Thế nhưng mà bệnh nhân Việt Nam mình thì nói thật là Việt Nam mình rất là dũng cảm. Cái người bệnh đầu tiên của Việt Nam được mổ kỹ thuật này là được mổ tại chỗ Dr. Giang, người bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi giới thiệu qua.
bên đó, và khi mà qua bên đó mổ thì anh mổ xong anh sướng quá, anh hết đau anh sướng quá. Lái xe 1.000 cây số ngay chiều hôm đó lái xe về về Cali, và sau đó anh ta bị đau. Thế cho nên là tôi không dám phải để bệnh nhân mổ xong rồi phải nằm một ngày nằm một đêm ở tại ấy, chứ về nhiều khi mình không có kiểm soát được cái chuyện đó. Thời gian điều trị ngắn và mau chóng trở lại với công việc và sinh hoạt hàng ngày sau khi mà mổ xong, thì nói chung là trở lại công việc rất là nhanh. Chúng ta thì có rất là nhiều những người mà rất là bận rộn, thời giờ là vàng bạc, nghỉ một ngày là coi như là có rất là nhiều vấn đề. Về thực trạng của mổ nội soi cột sống hiện nay, mổ nội soi cột sống rất là có nhiều ưu điểm nhưng chưa phát triển được đúng mức như là người ta mong muốn. Hiện nay cái tỷ lệ mổ nội soi vẫn thấp trên toàn thế giới, không riêng gì ở Việt Nam. Tất nhiên ở Việt Nam thì quá thấp, nhưng mà các nơi thì nó cao hơn, nhưng mà nó cũng vẫn là thấp chứ không phải là cao. Cái nhược điểm đầu tiên, chi phí trang bị rất cao. Chi phí trang bị rất cao. Cái nhược điểm tiếp theo là đào tạo khó khăn. Đây là nhược điểm chính nhất ở tại các nước phát triển. Tôi lấy ví dụ Singapore. Tôi làm lần đầu tiên là năm 2007, Singapore mua về trước tôi 5 năm là năm 2002. Mua hệ thống nội soi về và cho đến bây giờ là 10 năm rồi, chưa làm được. Do vấn đề, tôi cho là do vấn đề đào tạo. Thì thực ra là cái nhận xét này không phải của tôi. Cái nhận xét mà dự đoán là Singapore sẽ không làm được là của bác sĩ Yang và của các bác sĩ mà, tức là của cái nội soi trên thế giới, người ta đã nói. Trước người ta không nghĩ là Việt Nam làm được, người ta nghĩ là Thái Lan sẽ làm được, là nơi đầu tiên. Đấy, và khi mà tôi làm được, họ nghĩ không làm được không phải vì là họ bảo là mình không làm được, mà lúc đó tôi ở trong chờ đấy và tôi xin hoài không được. Thì có chán quá, năm 2005 bác sĩ Giang cũng qua đây cùng với lại bác sĩ Yuan. Yuan là chủ tịch hội chỉnh hình của Mỹ. Thế nhưng mà ban giám đốc chờ đấy lúc đó không tiếp. Không tiếp. Cho nên là cuối cùng là không làm được. Thế thì họ nghĩ rằng Việt Nam sẽ không làm được, mà Thái Lan sẽ là nơi làm đầu tiên, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng là người làm đầu tiên. Sau đó Thái Lan là... Nhược điểm tiếp theo nữa là đòi hỏi sự khéo léo và khả năng phối hợp giữa mắt và tay. Cái này là rất là đặc biệt của mổ nội soi, nó khác với mổ hở. Mổ hở anh nhìn thấy cái chỗ anh làm và cái tay anh làm. Cái dụng cụ anh làm anh nhìn thấy luôn. Cùng một lúc anh nhìn và anh thấy được. Còn cái mắt anh nó, cái hướng của cái mắt anh nó nhìn vào cái chỗ mổ. Còn mổ nội soi là mắt anh nhìn ở đây này, mà tay anh làm ở đây này. Thành ra nó phải phối hợp được cái mắt với cái tay. Nhìn mắt nhìn đây và cái tay cứ chậm chậm thế này. Thì nếu mà nhìn ở ngoài rất là buồn cười. Thế nhưng mà phải phối hợp được cái đó. Cái đó là một cái khả năng. Và cái đó là không phải ai cũng, tức là phải có một sự rèn luyện rất nhiều mới làm được. Năng khiếu chỉ là một thôi, nhưng mà rèn luyện, cái này là phải rèn luyện, thật sự là phải rèn luyện. Và nhược điểm tiếp theo là cái này thì có thể là năng khiếu này, phải cần có cái khả năng định vị 3 chiều trên màn hình 2 chiều. Cái màn hình mình là màn hình phẳng, nhưng mà mình phải định vị cái nào là nằm dưới, cái nào nằm trước, cái nào nằm trên, cái nào nằm sau. Mình phải định vị được cái chuyện đó. Cái này là rất khó. Cái này cũng phải là kinh nghiệm, phải là rèn luyện. Và có một chút là về kỹ năng, những anh mà học hình học đó, học toán mà học hình giỏi đó, thì anh làm cái này đó là dễ. Và nhược điểm nữa là nó phải có một ekip ăn ý, có khả năng phối hợp nhịp nhàng. Nếu không phối hợp nhịp nhàng sẽ rất khó. Và đây chính là cái vấn đề của bên Singapore, mà khi anh bạn tôi bên đấy, anh là người mổ cái này mười mấy ca rồi, nhưng mà chưa ca nào mổ thành công được. Tức là bắt đầu thì làm mổ nội soi, tất nhiên bên họ gây mê chứ họ không có mổ hàm. À không có mổ IT. Bắt đầu là nội soi nhưng mà kết thúc là mổ hàm, không làm được. Cái ekip không phối hợp được, ăn ý với nhau, cái huấn luyện cũng chưa đạt tới cái mức của nó. Nếu mà không được chuẩn bị tốt thì các cuộc mổ kỹ thuật cao không riêng gì nội soi đều phải ngưng giữa chừng và chuyển trở lại với kỹ thuật mổ kinh điển. Bao giờ cũng thế, khi mà thực hiện đầu tiên
thì người ta đều có những cái trường hợp ví dụ như mổ nội soi bụng chẳng hạn ở các cái bệnh viện mổ nội soi thì bao giờ phải có một cái bác sĩ, hoặc là nếu cái bác sĩ đó mà không mổ hở tốt thì phải có bác sĩ mổ hở tốt ngồi kế bên. Đấy, sau đó khi mà thuần thục rồi thì các anh ấy không phải đặt vấn đề đó nữa. Và nếu không được chỉ định đúng thì các cuộc mổ kỹ thuật cao cũng sẽ không đạt được kết quả tốt như mong muốn. Tôi lấy ví dụ là mổ nội soi nhưng mà có mất vững cột sống thì nó chỉ được một thời gian thôi, đâu có được lâu được. Thành ra là nếu chúng ta chỉ định không đúng thì nó sẽ không tốt. Và nếu không thực hiện tốt các kỹ thuật điều trị cao cấp có thể gây hại ở mức độ rất cao. Mức độ rất cao. Nội soi mà anh không biết làm, mà anh xong vào anh làm thì phang lung tung hết thì chết, cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Và khi mà có những cái chuyện này xảy ra thì nó gây ra một cái điều tiếng nào đó thì làm cho các bác sĩ không muốn thực hiện nó nữa, kể cả bệnh nhân. Và một cái câu chuyện về vấn đề nội soi này tôi rất là ấy, là năm 2009 hội nghị phẫu thuật thần kinh Việt Nam tổ chức tại Bình Dương, thì lúc đó một bác sĩ rất là có uy tín trong ngành nói với tôi là nội soi dở, nội soi không tốt, biến chứng rất nhiều. Tôi bảo sao lại nói như thế. Thì tôi đi học ở Pháp, thầy tôi là làm nội soi bảo là nói thế này thế khác, và thôi bây giờ thế này, đấy là của bệnh viện Việt Đức, một bộ phận khác. Tôi mời, bây giờ mời tất cả các anh chị ngày mai tôi có ca mổ ngay tại Ixon, mời đến xem. Xong rồi mình phát biểu thì họ cũng rất là hay, là đến xem, và các giáo sư cũng là đầu ngành thôi đến xem. Sau khi tôi mổ xong thì đề nghị cung cấp cho cái hãng đó, và nhờ tôi là lúc nào ngoài đó tổ chức thì ra hướng dẫn giúp cho một số ca đầu, tức là mình chứng minh được một cái khác. Có một số bác sĩ thành kiến với nó vì lý do gì đó không biết thì truyền bá lại, thì tất nhiên họ có uy tín rất là lớn, thì khi mà những người đó đi học hoặc là gì đó người ta nghe những cái đó thì người ta rất là có ý kiến không hay. Thế nhưng mà sau khi mình truyền bá cái đó thì họ rất là phát triển. Hoặc là như vừa rồi tháng 7 vừa rồi, Ixon có tổ chức một cái cuộc hội thảo, cái tập huấn về nội soi cho các bác sĩ. Thì hiện nay là cái hãng mà bán dụng cụ á, nói với tôi là bây giờ nhiều nơi đặt quá rồi, anh chuẩn bị anh giúp dùm em, là khi nào ấy thì anh đi anh làm giúp dùm em những ca đầu ở những cái chỗ đó để phát triển. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là hay. Việt Nam thì sở hữu rất nhiều phẫu thuật viên có sự khéo léo và khả năng phối hợp giữa mắt và tay, có rất nhiều các cái phẫu thuật viên mà có cái khả năng này, và cái khả năng bắt chước của phẫu thuật viên Việt Nam rất là cao. Cái này là một khả năng đòi hỏi phải có của một người phẫu thuật viên. Chúng ta đừng nghĩ bắt chước là ấy. Làm bắt chước khó lắm chứ không phải dễ. Nhìn người ta làm bắt chước làm được như vậy là một cái điều rất khó. Tất nhiên bắt chước nó chỉ mang tính là thợ thôi. Còn làm một bác sĩ thì anh phải ngoài thợ thì anh phải là thầy, nhưng mà dù sao anh vẫn phải là thợ. Còn nếu anh chỉ là thầy không là anh nói suông thì anh không làm được gì cả. Nhưng mà do lịch sử thì cái việc đào tạo kiến thức cơ bản ở nước ta chưa được chú trọng đúng mức. Cho nên là có một số cái kiến thức mà để đi đến cái chỉ định mổ đúng nó không được đủ. Và nhiều phẫu thuật viên chưa chú trọng đến việc phân chia cái loại thoát vị đĩa đệm, và chưa có xác định cái sự khác nhau giữa thoát vị đĩa đệm với cái bệnh lý khác. Nên tôi nói ví dụ trong cái khóa tập huấn đó thì có một số bác sĩ mới hỏi là thế bây giờ cái khoang đó nó nhỏ quá, nó không làm sao làm được như thế. Thì ban đầu tôi không hiểu, tôi bảo không có chuyện đó, cái khoang nó bao giờ nó cũng thế. Thì sau đó khi nói thì tôi mới hiểu, tức là các bác sĩ nhầm lẫn giữa cái thoát vị đĩa đệm và bệnh lý hẹp ống sâm, hai cái nó khác nhau. Thì mình nhiều khi mình chưa có rõ cái đó, cho nên cái chỉ định mổ của mình nó chưa được thật là chính xác, thì nó dẫn đến kết quả không tốt. Thế và Việt Nam thì có một cái đặc điểm là đa số phẫu thuật viên thì cái tính kiên nhẫn nó rất là kém, và nó làm giảm khả năng định vị 3 chiều trên cái màn hình 2 chiều, và đây là cái khả năng mà đòi hỏi phải luyện tập rất là nhiều. Nói chung là các cái khả năng định vị giữa mắt và tay và khả năng định vị này nó đều phải có cái sự luyện tập rất là nhiều. Khi mà lần đầu tiên trước khi mà mổ nội soi cột sống thì tôi cũng luyện tập, người ở nước ngoài người ta có mô hình, mình chẳng có gì cả, thì mình làm một cái mô hình nhưng mình bỏ trong cái hộp tối rất rẻ tiền, cái mô hình của mình rất là ấy, xong mình bỏ trong cái hộp, mình đóng kín hết, là không có ánh sáng nào vô hết, xong thọc một cái lỗ đưa nội soi vào, thì mình cũng làm qua đó.
Đó, thì cũng giống như thế kia thôi chứ đâu có khác gì đâu. Nó chỉ khác là nó không có máy tính để nó tính toán hết cho mình thôi. Thì dần dần là mình quen với các cái này. Kết luận thì mổ nội soi cột sống là phương pháp xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ, rất ít khi gây tổn thương cơ. Sự phối hợp giữa nội soi qua đường liên mạc sống và nội soi qua lỗ liên hợp và giúp chúng ta mổ được tất cả các loại thoát vị đế đệ. Và mổ nội soi cột sống thì không cần gây mê, hạn chế biến chứng và đặc biệt là tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Mổ nội soi cột sống thì có tỷ lệ phục hồi chức năng rất là cao, thời gian phục hồi rất sớm, người bệnh thì nhanh chóng trở về với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Xẹo mổ nhỏ tính thẩm mỹ rất là cao, nhất là mấy cô mà bây giờ mặc quần mà hay chế trễ xuống cái này thì mổ cái này là tốt lắm, không ai thấy xẹo cả. Nè, xin cảm ơn. Quý vị có thấy phần chia sẻ của bác sĩ Xuân Sơn rất là thú vị không ạ? Chúng ta có thể dành cho bác sĩ Sơn một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Và ngay sau đây sẽ là phần giải đáp thắc mắc. Nếu như mà quý vị có câu hỏi nào mà cần được giải đáp thì vui lòng đặt câu hỏi ạ. Bác Xuân Sơn vừa qua là mẹ em có mổ trong năm 2006 ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ em mổ thì rất thành công. Nhưng mà vừa rồi thì mẹ em có bị hơi bị tê á, em có qua khám mà em biết phòng bác sĩ ở đâu ấy. Em đi qua bên cái chỗ bệnh viện gì đó, bệnh viện Phương Đông á. Là hôm trước em nghe bác sĩ khám bên đó thì em có dẫn mẹ em ở Gia Lai xuống. Thì mẹ qua nó khám thì bác sĩ tố bên đó người ta nói là bác ở Mỹ. Em chả biết bác ở đâu khám á. Hôm nay em nghe thằng cô em nó cũng bị không bị gì đấy. Thành ra là biết hôm nay là có ngày của bác ở đây. Thành ra em có tới đó, ở Gia Lai mới xuống đây. Dạ, em hỏi thăm bác là như cháu vậy thì mổ xong rồi những cái nội soi như vậy thì sau này nó có biến chứng gì khác không ạ? Dạ, cái nội soi cuộc sống thì nó cũng có những cái biến chứng nhất định của nó, nhưng mà tỷ lệ biến chứng thì rất thấp. Cái biến chứng đầu tiên là biến chứng do cái quá trình gây tê gây ra. Thì nói chung những cái biến chứng này thì chúng tôi làm thì chưa gặp, nhưng mà tất nhiên không có nghĩa là mình không gặp, nhưng mà nó tỷ lệ rất là thấp. Thì nó có thể gây co thắt mạch máu, nó gây làm yếu chân tạm thời. Thế rồi thì cái mổ nội soi thì có thể trong cái số trường hợp cái mổ thì có những trường hợp là phải mổ lại do chảy máu chẳng hạn, chảy máu sau đó. Thế rồi thì cũng có những trường hợp mình trước đây thì tôi mổ có những trường hợp mình lấy không hết, hoặc là nó có những cái mảnh vỡ ở đâu đó mà nó mình không phát hiện cái lúc mình mổ thì sau đó nó lại chui ra đó. Thì mình phải lấy, nhưng mà rất là ít, những trường hợp này rất ít, còn sau này thì gần như cũng không có trường hợp nào phải như thế. Thế còn những cái biến chứng về thần kinh thì cũng thế, tức là về nguyên tắc thì nó vẫn có thể có những biến chứng, vẫn có thể liệt. Vẫn có thể những cái biến chứng mà như là mổ hàm, nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp hơn rất nhiều. Về mặt xác suất mà nói thì tỷ lệ về biến chứng của mổ nội soi thì nó không có cao như là mổ hàm. Mổ hàm cũng không cao lắm, nhưng mà cái này nó thấp hơn nhiều nữa. Em hỏi bác, ví dụ như mình khám cho của em thì nếu như mình không mổ thì nó có những điều kiện gì để mình chữa trị cho cháu nó tốt hơn? Thế này, mổ nội soi, mổ nói chung thì cái chỉ định như lúc nãy tôi trình bày đó, thì khi nó đã có thương tổn thần kinh rồi thì người ta nên mổ. Các nước người ta thống kê một cái con số rất là lớn thì người ta thấy thế này, khi mà chưa có thương tổn thần kinh thì cái điều trị thuốc và vật lý trị liệu, cái khả năng mà tốt bệnh nhân sau đó tốt được nó đạt được khoảng chừng 70-80%. Cái số còn lại thì nó có khoảng chừng 50% là nó sẽ không tốt, nó sẽ tiến xấu dần. Đó. Và còn con số lương chừng thì cứ nằm ở đó. Thế còn khi đã bắt đầu có thương tổn thần kinh thì tỷ lệ đến 70-80% là sẽ càng ngày càng xấu đi và phải mổ. Còn cái số còn lại nó rất là chỉ một số rất ít là nó sẽ trở lại được bình thường mà không cần phải mổ. Cho nên người ta khuyên là khi mà đến cái đoạn đó rồi thì nên mổ. Tại vì nếu để càng ngày càng xấu đi thì cái khi mổ về sau này nó cái khả năng hồi phục nó kém hơn nhiều. Cho nên là khi đã có thương tổn thần kinh thì nên mổ. Còn nếu trong trường hợp không mổ
thì cũng có rất là nhiều phương pháp, mình dùng thuốc vật lý trị liệu, thế thậm chí là chích giảm đau như lúc nãy tôi nói thì mình có thể qua được một thời gian. Thế còn đấy là tôi nói trong trường hợp là mình có thương tổn thần kinh, và tôi chưa khám thì mình không dám chắc là có thương tổn thần kinh hay không. Nếu không có thương tổn thần kinh mà chỉ có đau thì người ta chưa chỉ định mổ, trừ khi là đau làm cho mình không đi đâu được hết, ngồi một chỗ chẳng hạn, không làm việc được nữa thì lúc đó người ta phải mổ ngay. Và nếu không người ta vẫn đi qua đầy đủ các bước của điều trị đau để sau đó mới tiến hành cái mổ. Cảm ơn bác. Dạ, xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Dạ, thưa bác Sơn, thì hôm một người là có một bệnh nhân ở Vũng Tàu thì cũng có đặt một câu hỏi là anh ấy bị thoát vị đĩa đệm, và sau khi mà anh ấy tìm hiểu được các cái thông tin ở trên các cái phương tiện khác thì anh ấy mới tự cho mình một cái bài thuốc là chắc là anh ấy chưa cần phải mổ nội soi đâu, anh ấy chỉ cần điều trị bằng laser giảm áp lực đĩa đệm gì đó. Thì không biết là bác Sơn có thể giải thích, qua đây có thể giải thích cho anh ấy được không ạ? Thì cái điều trị mà laser với điều trị nội soi thì thực ra là hai cái này nó khác nhau. Nếu mà nói về mặt cơ bản là nó khác nhau, một cái là điều trị giảm áp cái đĩa đệm và một cái là điều trị triệt để cái đĩa đệm, điều trị triệt để cái khối thoát vị, hai cái nó khác nhau. Thì cái điều trị laser hiện nay thì người ta vẫn có làm, nhưng mà nói như tôi nói trình bày lúc nãy, chỉ có một số rất ít trường hợp và những trường hợp đó không phải là thoát vị đĩa đệm mà chúng ta nói đến. Thứ nhất là đau, nó gọi là discogenic pain, tức là đau do đĩa đệm. Thì cái đau này mà cái đĩa đệm không có thoát vị, hoàn toàn không thoát vị, nhưng mà cái áp lực trong đĩa đệm quá cao thì thành ra kích thích cái bao nó gây đau quá, cái này nó chỉ đau lưng thôi. Trường hợp đó chúng ta làm cái laser được. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà thoát vị đĩa đệm vào thân sống, nó cũng gia tăng áp lực thì chúng ta làm laser được. Nhưng mà trong cả hai trường hợp này tỷ lệ tái phát vẫn rất cao. Còn thoát vị đĩa đệm thì nó lại là một vấn đề khác. Nếu thoát vị đĩa đệm dưới bao, người ta cũng áp dụng cái phương pháp này, nó được một thời gian nhưng mà sau đó nó lại đau lại. Thì về nguyên tắc thì tôi không ủng hộ, đến bây giờ thì tôi không ủng hộ. Năm 1993-94 gì đó tôi không nhớ rõ, tôi là người có cái bằng, nếu mà tính về Việt Nam, ở Việt Nam thì tôi là người có bằng cấp rất cao về cái laser. Tôi có bằng của hội laser của Nhật cấp, hội laser thế giới cấp, rồi 3-4 loại laser tôi đều có những cái chứng chỉ mà của cấp đấy như thế. Thế về các cái loại laser điều trị y học mà trong cho cuộc sống á, thế nhưng mà cuối cùng thì mà máy tôi cũng mua về trị giá tính ra tiền Việt thì chắc phải mất vài tỷ, nhưng mà cuối cùng bỏ hết không làm nó nữa bởi vì cái hiệu quả nó không tốt. Thế thành ra là cái lời khuyên của tôi thì mình không dám nói là đừng làm laser, nhưng mà nói làm laser thì mình cứ cân nhắc tất cả các cái để mình quyết định xem là nên làm cái gì. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Sơn. Nếu như mà hôm nay có bác sĩ Ngôi là để cho bác hỏi. Dạ, kính chào bác sĩ Sơn. Thưa bác sĩ, như tôi đau cuộc sống, tức là thoái hóa cuộc sống, xong rồi tôi ở giai đoạn có một giai đoạn tôi bị tê chân. Như vậy có phải là do cái thoát vị đĩa đệm mà làm tê chân không? Đó, từ cái cuộc sống nó xong rồi bị thoát vị đĩa đệm, xong rồi có thể bị tê chân hoặc là thoát vị đĩa đệm ở cổ thì nó cũng làm cho tôi tê tay. Thì cái đó có phải là thoát vị đĩa đệm cái giai đoạn đầu không ạ? Đó, xin hẹn. Thế này, tê chân, tê tay, nói chung thì nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà thường gặp nhất là thoát vị đĩa đệm. Nếu mà tê theo một đường, nếu mà tê hoặc là đau theo một đường, ví dụ như ở chân thì người ta gọi là đau thần kinh tọa đó, tức là đau từ thắt lưng lan xuống mông, rồi lan xuống đùi, rồi xuống chân, thậm chí ra đến ngón chân, đại khái như thế. Tê hoặc là đau theo cái đường như thế thì nó gọi là đau thần kinh tọa, chịu hội chứng của thần kinh tọa, thì đa số trường hợp là do thoát vị đĩa đệm. Nhưng nó còn có những nguyên nhân khác ngoài thoát vị đĩa đệm, nó có những cái bệnh lý mà cũng gây như thế, ví dụ hẹp ống sống.
hẹp ống sống là cái gì? Hẹp ống sống là thoát vị đĩa đệm cộng với cái này thì nó là, tức là trong đó vẫn có thoát vị đĩa đệm, thế nhưng mà nó có dây chẳng vàng phì đại chẳng hạn, các cái dây chẳng nó phì lên, nó ép hẹp ống sống lại, nó cũng là một cái bệnh lý gây ra cái này. Ngoài ra có những cái bệnh lý không phải nguồn gốc thần kinh là bệnh lý mạch máu, nó cũng gây ra tê. Ngoài cái bệnh lý mà mạch máu và bệnh lý thần kinh do chèn ép, nó có một cái bệnh lý khác nữa là bệnh lý viêm thần kinh do tiểu đường chẳng hạn, hay là viêm đa dây thần kinh, nó cũng có những cái triệu chứng như vậy. Tất nhiên tỷ lệ thấp, chủ yếu cái đa số nhất gặp nhất là đau thần kinh tọa này, hoặc là tê tay chân theo cái rễ đó, người ta gọi là đau theo rễ, tê theo rễ, triệu chứng của rễ, thì cái đó là do thoát vị đĩa đệm gây ra. Muốn phân biệt cái này thì chúng ta phải khám, phải làm một số cái để mà xác định là nguyên nhân nó là cái gì. Thế và từ đó chúng ta có cái hướng điều trị chính xác. Xin chào bác sĩ và chào các anh các chị ở phòng khám và bác sĩ chào đại lớn. Thế thì chị xin hỏi một câu là như thế, bác sĩ cho biết là một ca phẫu thuật nội soi cột sống của các bác sĩ và bệnh viện Yên Trường thì bây giờ chi phí khoảng là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng? Thì là không bác sĩ. Chúng ta nói Việt Nam đồng, chúng ta không nói cái khác. Hiện nay thì chi phí cho mổ một tầng thoát vị đĩa đệm ở tại Hích Sơn là khoảng 38 triệu cho cả mổ nằm viện, thuốc men, nằm viện thì nằm một ngày. Nếu hai tầng thì là hình như là 42 triệu hay là 41 triệu thì tôi không nhớ rõ. Cái chi phí này là mình tính dự kiến, còn khi mà thực tế vào thì sẽ tính chi tiết từng cái. Nếu không có gì đặc biệt, chỉ có là nằm viện mà nằm cái phòng bình thường thôi thì thường nó có dư được vài 300 gì đó. Thế còn cái chi phí thì tính như thế. Tất nhiên ở sân thì đây là cái chi phí có thể gọi là rẻ. Hiện nay có một số bệnh viện đang chuẩn bị làm cái này, thì thậm chí có bệnh viện đưa ra cái chi phí và đưa cái giá tới 90 triệu. Tại sao nó có cái sự khác biệt đó? Hệ thống máy nội soi của chúng tôi mua, không kể cái máy khoan, cái lúc mua là tính ra là 4 tỷ, mua tính bằng euro không ạ, mà tính 4 tỷ đồng Việt Nam, thì người ta phải khấu hao cái máy đó. Và khi khấu hao cái máy đó thì chia cho số bệnh nhân trong cái thời gian mình dự kiến, thì số lượng bệnh nhân ở Exxon rất là đông, số lượng mổ cái này rất là nhiều, tương đương với những cái trung tâm lớn ở nước ngoài, tức là người ta mổ rất nhiều, thì mình chia ra mỗi một người chỉ chịu một chút trên cái 4 tỷ đó. Thực ra là hơn 4 tỷ là cái máy khoan sau này mua nữa, thì chia ra là chỉ một ít. Thế còn những cái bệnh viện họ dự đoán cái số lượng bệnh không nhiều, thì cái số một bệnh nhân phải là cái số đó hơi nhiều. Thì để mà bao giờ thì cái nhà đầu tư họ phải tính toán những cái chuyện đó. Cho nên là cái giá hiện nay ở Sơn có thể gọi là gần như rẻ nhất so với Việt Đức. Bây giờ mổ trong nhà nước thì theo tôi được biết cái chi phí chính thức mắc hơn rất nhiều. Dạ, xin mời bác. Kính thưa bác sĩ, tôi là bệnh của tôi là bệnh nó đau cột sống, nghĩa là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm rồi mà cứ đi khám hết đi bác sĩ này rồi trị liệu rồi, nghĩa là cứ hết thuốc rồi nó lại bắt đầu nó đau. Thì bây giờ tôi năm nay là hơn 70 rồi, bây giờ xin hỏi bác sĩ, nếu mà ví dụ như bây giờ tôi muốn phẫu thuật nội soi thì liệu có bảo đảm được không, hay là sợ cao tuổi quá không làm được? Cái người bệnh mà mổ nội soi mà lớn tuổi nhất ở Exxon là 82 tuổi, nhưng mà con nói với bác thế này, rất hiếm mổ nội soi cho người lớn tuổi, bởi vì ở cái người lớn tuổi thì cái bệnh nó lại là bị khác, ít khi có bệnh thoát vị đĩa đệm đơn thuần như thế này. Nó thường là nó là kèm theo mất vững, kèm theo hẹp ống sống, thì lúc đó chúng ta lại phải xử lý một kiểu khác. Nó lại có những kỹ thuật khác, trong các chương trình tới đây sẽ đưa ra những kỹ thuật là những tiến bộ của thế kỷ 21 như lúc đầu có nói. Chẳng hạn như là để vít qua da, đấy là một kỹ thuật nó cũng rất là cao cấp, cũng giống như là nội soi là nó xâm lấn rất ít, nhưng mà nó làm được cái việc mà cái hẹp ống sống, cái bất vững cuộc sống nó yêu cầu, đó là đặt được cả cái nẹp cái vít vào đó, hết được xương. Thì đấy là những kỹ thuật khác, thì mình trường hợp của bác thì phải xem chính xác, nếu mà nó là loại thoát vị đĩa đệm này thì mình sẽ mổ được bằng nội soi. Dạ, thì
nó có nhiều nguyên nhân mình phải xác định cho thật chính xác. Bác sĩ Ngôi có ý kiến gì không? Hôm nay đến dự chúng ta là có bác sĩ Nguyễn Kim Ngôi là giám đốc của bệnh viện Hiện Đại của Bến Tre. Tôi cũng là bác sĩ và bác sĩ nội khoa làm ở tỉnh. Thì ngày hôm nay chỗ bác sĩ Xuân Sơn có cái chuyên đề này thì tôi cũng quan tâm đến cái bệnh lý đau lưng. Nói chung thì trong nội khoa thì chúng tôi chủ yếu điều trị cái đau lưng bằng thuốc và bệnh lý trị liệu. Nhưng mà có những trường hợp mình bị thất bại thì cần phải có những cái can thiệp sâu hơn, mạnh hơn. Và giờ tôi cũng tham dự để tôi biết là sau này mình cũng có các cái hướng dẫn cho những bệnh nhân mình để có những bước điều trị tiếp theo tốt hơn. Nói chung qua cái phần trình bày của bác sĩ Sơn thì nó chỉ cần rất là bổ ích, có nhiều cái thông tin rất là mới. Và trước đây mình cảm thấy là cũng là bác sĩ nhưng mình cũng chưa nắm được cái kiến thức này. Nói chung đó là chủ yếu để nghe thu thập thông tin. Cảm ơn bác sĩ Ngôi. Dạ xin cảm ơn bác sĩ Ngôi, cảm ơn bác sĩ Sơn. Để mà đặt các câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể có những cách là truy cập vào trang web của Exxon là exxon.com.vn hoặc gửi email vào hòm thư của Exxon là exxon@exxon.com.vn hoặc quý vị có thể gọi điện thoại tới số 0838 580 670 thì sẽ được tư vấn trực tiếp. Và xin cảm ơn quý vị. Nếu như mà quý vị không có thắc mắc nào nữa thì chương trình của chúng ta xin được kết thúc tại đây ạ. Đã xin được phép thay mặt cho toàn thể các bác sĩ và nhân viên của phòng khám Exxon xin một lần nữa gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Và xin gặp lại, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tháng 11 với chủ đề là bệnh viêm gan siêu vi B, mối nguy hiểm thầm lặng, cũng tại phòng khám đa khoa quốc tế Exxon tại ngày 25 tháng 11. Xin cảm ơn quý vị ạ.